Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cầu thủ đam mê tiếng cô gái. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2022, dương lịch. Hôm nay trường 78 cô gái Phú Yên đăng lên cho anh em xem một con mồi lửa đồng pha một hậu. Con này là đồng pha một hậu thúc thổ cù thổ. Con này thì hồi trước giờ nó là chơi lồng lá, bắt được 9 con, thành tích là 9 con lồng lá. Và mình đi nó chơi nó cũng khó khăn quá, bị lờn quá, mình tập nó lòng lòng qua cò. Và rồi vừa rồi là ngày 12 tháng 9 là mình đưa qua cò tập trước đó mấy ngày á, cũng lần lần thôi. Và ngày 12 tháng 9 mới vừa đây là bắt được một con. Bắt được một con. Chung là chim này nó ở, nói chung là nó cũng nổi lên và cũng dạn dĩ rồi. Dạn dĩ anh em xem. Mình nói sơ qua về thân hình con này, thân hình vóc dáng của con này là nói chung là một con chim có mình bắp chuối nha anh em xem. Nói chung là cũng to chim. Lông bộ lông di nó cũng đóng rất dày, đóng rất dày, đóng xốp rất dày đó anh em xem nào. Cườm thì con này nó cườm đóng cườm cườm lả nha, cườm cao, cườm đen con này đóng rất nhiều, cườm cao, cườm lả anh em xem. Cái trên đầu nó có cái nói cái cái cọng lông nó ngược như nè, chứ nó không phải là nó bị tróc hay gì nha. Nói chung là nó cái cọng lông nó nói anh ấy sao không biết, cái cọng lông nó ngược lên, nó dính lên chứ không phải là gì vậy. Con này to chim, ngực thì ngực nô. Hồi nó ở nó ăn cái cắm lúa nó hầm mình ấy hơi cao quá cho nên nó bị sùi cổ. Nói chung là nó bị hơi sừ sừ do cái cắm mình đưa hơi cao quá bị sừ. Chỉ dàm con này đóng nhỏ nha, đóng nói chung là nhỏ mà chỉ dài vô, chỉ dài sâu vô trong mí mắt đó. Con này nói chung là mình chơi rất liên xào rồi. Nói chung mình tập qua cò rất dạn dĩ rồi anh em xem ha, đứng cò rất dạn dĩ. Đây là cái cò của mình rất dạn dĩ. Nhân hai chân lên đều, chân khô, chân khô chân xương nha. Rất dạng dĩ. Con này mình nói về nước chơi của nó thì con này nó dặm lót lót thôi, nói chung là có dặm nhưng mà không dặm dày, dặm lót lót thôi. Lèo thì cũng có lèo nhưng mà không 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 lèo bằng con chim nước, không lèo bằng con chim nước, không lèo. Và độ gù của con đây thì nói chung là hồi nó cọ bừa với lòng lá thì mình bắt mỗi lòng lá thì nó một con là cũng cứng gù. Mình xếp vô loại cứng gù. Mình tập đưa qua cò thì nó cũng bắt vừa rồi bắt một con không ngày 12 tháng 9 là gần 8 lao, nói chung là bắt con đã gần 8 lao. Con này rất sắc bổi. Nó giống lên thì bổi về. Bỏi về nhập vô có bỏi về nha, nói chung là con này rất sắc bỏi. Bò mình rất kín, anh em xem bò mình đó nè, bò mình kín không hở lưng nha. Đó. Lông đỏ hột dầu đen luôn, nói chung là cườm bằng mặt đuôi chim này nói chung là mình đã tập rất dàn dĩ rồi. Anh em về là chỉ có sang cò như thế này và nuôi cho nó căng lên và cho nó thuần lại một cái môi trường mới mà chút một tí xíu thôi, anh em đi có đi chơi thôi. Cò thì mới có đưa qua đây mới tập đây mà bắt được một bổi thôi nha, còn lá thì chín chín bổi. Anh em nào xem thì cảm thấy hợp thì đưa em nó về đội để có con mồi đi chơi. Con này là mồi lỡ nha nè, mồi lỡ.
Này nói chung là lông phủ gói, lông nó không phủ gói, rất giản dị nhưng mà nhát. Chim đẹp. Nói chung là con này mình cũng chia lại cho anh em. Anh em nào cảm thấy hợp thì đưa nó về đội và đào tạo thêm để có đi chơi. Trước hết là mình cũng xin cảm ơn tất cả anh em cô thủ đã nhịn ít thời gian theo dõi cái video của mình, và cũng xin cảm ơn tất cả các anh em nghệ nhân và các anh em cô thủ trong suốt thời gian qua đã đăng ký kênh và ủng hộ kênh cho mình trong suốt thời gian qua. Mình cũng xin chân thành cảm ơn. Chúc tất cả các anh em nghệ nhân và các anh em cầu thủ lời chúc sức khỏe đến toàn anh em cầu thủ là về sức khỏe gia đình dồi dào sức khỏe. Còn trên con đường thì đam mê thì chúc có nhiều sức khỏe hơn nữa để nuôi những con chiến binh thật thụ đỡ đi được đi rừng. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh em. Anh em nào cảm thấy hợp thì xin liên hệ với mình. Số điện thoại của mình là 0935 46 48 34, hoặc là cái số Zalo là 0762 712 236. Mình cứ kết bạn qua Zalo cho mình thì mình nhắn tin để biết thông tin về em này nó nhiều hơn. Rồi mình xin kết thúc video đây.